Ok, chắc là cũng tới giờ rồi ạ, 2 giờ chiều rồi. Xin chào mọi người. Ok, 2 giờ rồi. Thứ nhất là Ivy xin thay mặt Team Yes Education cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian buổi chiều ngày hôm nay tham dự cái buổi webinar training cùng với Yes Education và UTS College. Thì em xin được phép giới thiệu là bên đại diện bên UTS College thì mình có chị Hoa và chị Vi hiện là đại diện trường của UTS College và tuyển sinh cho cái trường Nam. Và rất là cảm ơn hai chị đã dành thời gian buổi chiều ngày hôm nay cùng với các đối tác của Yes Education để cập nhật những cái thông tin mới nhất về chương trình học cũng như là các scholarship update cho năm 2021-2022. Thì trước khi mình vào chương trình thì em xin được phép walkthrough qua những cái gạch đầu dòng chính ngày hôm nay ha. Thứ nhất là cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái pregame Kahoot. Thì thứ nhất là em sẽ run cái random pick để chọn ra ba anh chị may mắn nhất dành cái voucher Tiki trị giá 300.000 trong một voucher ngày hôm nay. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là em sẽ làm một cái intro ngắn về UTS College mà sau đó sẽ chuyển sang qua cho chị Điền Vi để làm một cái presentation nó chuyên sâu hơn về các thông tin của UTS. Ok, thì cuối cùng thì mình sẽ có một phần cuối là game Kahoot để wrap up lại tất cả những cái thông tin cũng như là mình ôn tập lại những cái thông tin mà hôm nay chị Vi chia sẻ cho mọi người ha. Thì chắc là em sẽ share screen. Hôm trước thì có cái report là mình có 40 người 40 người tham gia cái game này thì chắc là mọi người cũng đã quen thuộc với lại cái bắn tên lửa rồi đúng không ạ? Thì thì đây em đã nhập tất cả các anh chị đã tham gia cái pre-game này. Đấy thì mình sẽ có 3 lần chọn ha. Thì mình sẽ chọn ra ba người may mắn nhất. Nói chung là cái này thì nó cũng là pre-game cho nên là không có quan trọng việc là mình trả lời đúng hay trả lời sai. Đấy, miễn mình tham gia là được rồi. Tinh thần mình gọi là nâng cao tinh thần cho mọi người là chính. Rồi, không biết là ai đây ạ? Ok, Aria Sun Moon. Chắc là chị Ngọc Anh ha, để em screenshot lại. Ok, tiếp ạ. Chúc mừng chị Ngọc Anh nha. Không biết là chị Ngọc Anh hay chị Ngọc Anh hay là chị Quỳnh Anh đây. Chắc chị Quỳnh Anh. Rồi, người tiếp theo ha. Chris LA ạ. Không biết là anh Chris in LA là agent nào ạ? Chắc là em sẽ sau cái buổi này thì hoặc là không thì trong cái thời gian mà mọi người present á thì ba người có tên trong cái danh sách trúng thưởng thì mọi người có thể type in cái email của mọi người vào trong chat box cho em, DM cho em để em gửi cái voucher cho mọi người ha. Rồi, người cuối cùng ạ. Oh, ok. Người cuối cùng là Tiffany ạ. Nên là chắc là chị Vi ơi, chắc là mình có thông tin của agent trong cái report đúng không chị? Em cũng có Có xem cái địa kỹ chỉ rồi. email á, À rồi. có cái địa chỉ email đi kèm À không? rồi. Perfect. Ok, may quá. Ok, thế thì sau cái buổi webinar thì em sẽ gửi cái thông tin voucher qua email mà mọi người đã đăng ký để chơi game nha. Ok, rồi thì em cũng muốn là giới thiệu qua một chút thông tin về UTS College. Chủ yếu thì hôm nay là sẽ đi qua các chương trình cũng như là học bổng
cho năm nay. Thì mọi người cũng đã từng nghe đến đến tên của UTS rất là nhiều rồi. Thì mọi người cũng nghĩ là UTS là một trường tập trung nhiều về những cái ngành đào tạo về công nghệ này, của thông tin, máy tính, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó chỉ đúng một nửa thôi mọi người. Trường không những master về những cái ngành về công nghệ, mà còn master về cả những cái ứng dụng những cái công nghệ này vào các ngành học khác nữa. Đó, ví dụ như law là một cái ngành điển hình này. Thì UTS College là, UTS nói chung là cái trường đại học đầu tiên mà có offer cái ngành Bachelor of Law, Bachelor of IT trong đó. Thế thì sau đó thì có một số các trường khác thì họ cũng offer the same program. Thế nhưng mà về công nghệ thì UTS là đứng đầu. Trường trẻ thành lập năm 1988, nếu không nhầm đúng không ạ? Vâng, 1988. Và sau đó thì vươn lên trở thành trường đại học top đầu, đứng đầu về lĩnh vực công nghệ và ứng dụng công nghệ trong cái việc giảng dạy như em đã nói. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái trang thiết bị đầu tư vô cùng tối tân cho cái việc phục vụ cho học sinh, bao gồm cả học sinh UTS College lẫn học sinh của trường đại học. Thế cho nên là học sinh, khi mà mọi người gửi học sinh vô UTS College thì tất cả những cái accessibility facility của UTS là học sinh có thể được sử dụng. Đó. Ngoài ra thì có một cái điểm khác biệt mà chắc là lát nữa chị Vy sẽ focus nhiều thêm vô, đó là chương trình pre-master tại UTS College nó khác biệt với các cái trường đại học khác, mà ở cái điểm là trường có ba ngành lận. Thứ nhất là ngành accounting và finance, thứ hai là communication và thứ ba là technology. Thì ba cái ngành này là đều có pre-master guarantee lên cái chương trình pathway của cái bậc master tại UTS. Thì lát nữa là chị Vy sẽ đi thêm những cái thông tin này cho mọi người ha. Em không có nhiều lời nữa, bây giờ cũng là 2:08 rồi, thì em sẽ chuyển spotlight sang qua cho chị Vy ha. Cảm ơn chị Vy, cảm ơn chị Hoa. Đã. Cảm ơn Vy. Dạ rồi, không biết mọi người đã nhìn thấy được màn hình, với lại không biết là có nghe em rõ không ạ? Có chị ơi. Ok, dạ xin một lần nữa là cảm ơn các anh chị đã dành cái buổi chiều ngày hôm nay để tham dự cái buổi training của UTS College đồng hành cùng với lại UTS Education. Thì hy vọng là qua cái buổi ngày hôm nay thì các anh chị sẽ có được những cái thông tin hữu ích để mà mình có thể tự tin hơn khi mà tư vấn cho các bạn học sinh và các phụ huynh ạ. Thì như AV có nói thì trong buổi hôm nay thì em xin phép đi qua một chút xíu về trường Đại học Công nghệ Sydney và UTS, điều gì khiến UTS nổi trội, một số những cái chương trình học mà UTS College offer, cũng như là những cái key selling point, những cái điểm chính mà mọi người nên nhớ và để sau này mình có thể dễ dàng tìm kiếm lại. Đặc biệt là nếu như mà có thêm thời gian thì em sẽ nói thêm qua một chút xíu về những cái thông tin mà dạo này phụ huynh và học sinh hay hỏi, đó là trường thì sẽ support những gì cho student trong thời điểm này, vấn đề ăn ở như thế nào và cái quy trình nộp hồ sơ ra sao. Thì trong cái thời gian mà em trình bày như vậy, nếu như mà các anh chị có những cái câu hỏi gì á thì mình đừng ngại đánh vào trong cái phần chat box nha, thì tụi em sẽ hỗ trợ thông tin ngay. Và đồng thời thì cuối buổi tụi em cũng sẽ có một buổi Q&A để trả lời những cái case phức tạp nếu như mà các anh chị có ha. Và cuối buổi thì dĩ nhiên là mình sẽ có một buổi Kahoot, thì sẽ dành phần quà, ba phần quà dành cho ba anh chị mà mình đứng đầu trong cái giải Kahoot này, thì vẫn là một cái voucher Tiki trị giá 300.000. Cho nên là các anh chị hãy cố gắng là cùng với em ở tới cuối buổi để mà mình chơi game cho nó vui, để kết thúc buổi cho vui nha anh chị. Dạ thì bây giờ em xin là đi vào luôn cái nội dung chính của ngày hôm nay. Về trường Đại học Công nghệ Sydney thì chắc là các anh chị sẽ nhận được nhiều inquiry của các bạn muốn học hoặc là ở Melbourne, bang Victoria, hoặc là ở Sydney, bang New South Wales. Nội chỉ riêng trong cái thành phố Sydney thôi đã có khá là nhiều trường đại học rồi. Thì điều gì khiến cho cái vị trí ở Sydney của UTS nó lại đặc biệt tới như vậy ạ?
Thị trường là một cụm những campus nằm ngay tại trung tâm thành phố, nằm ngay tại cái quận trung tâm của Sydney luôn ạ. Thì đây là nơi mà hầu hết những cái hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp lớn, của các công ty startup đều diễn ra trong cái khu vực này. Đồng thời thì những cái khu vực giải trí, ăn uống và những cái cộng đồng sinh hoạt cũng thường là nó sẽ quay cuồng trong cái khu vực này, chỉ trong vòng từ 5 tới 30 phút đi bộ thôi. Nhưng mọi người có thấy ở đây thì cái khu vực campus thì ngay bên cạnh như là toàn khu vực nhà ga trung tâm, thì đây là nơi mà thường mọi người sẽ đến và tỏa ra đi các hướng ở Sydney, cho nên là cái việc di chuyển cũng rất là thuận lợi nếu như mà các bạn sinh sống và học tập tại Sydney. Một điều đặc biệt nữa đó là ở bang New South Wales á, thì đây là phủ thủ của tất cả những cái trung tâm startup tại Úc. Hơn 50% startup người ta đã tổ chức ngay tại New South Wales rồi. Cho nên là cái cơ hội tìm việc làm, cơ hội thực tập cũng như là cái cơ hội học hỏi của các bạn khi mà sống ở thành phố Sydney thì nó rất là rộng mở. Ngoài ra thì Sydney thì mọi người đã biết là nó luôn nằm trong cái top những thành phố đáng sống nhất và những thành phố mà được học sinh, sinh viên quốc tế yêu thích nhất rồi ạ. Cho nên là khi mà các bạn sống và học tập ngay tại trung tâm thành phố và học tập đặc biệt là ở ngay UTS thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm toàn vẹn, gọi là về cộng đồng sống, về cái môi trường làm việc cũng như là về cái nền văn hóa ở đây. UTS là trường đại học công lập nha mọi người. Và trường thì như Ivy có mention ngay phút đầu thì trường là tiêu chí là ứng dụng công nghệ để tạo ra những cái impact nhất định vào xã hội. Cho nên là điều này ảnh hưởng lên tới cái môi trường nghiên cứu, môi trường học tập, giảng dạy của trường. Lúc nào cũng sẽ chú trọng tới cái vấn đề practical, đó là làm thế nào để học sinh được trải nghiệm nhiều nhất. Nó có một cái trải nghiệm giống như là thực tập vậy, là để các bạn cuối cùng các bạn có thể tạo ra được một cái outcome gì đó ảnh hưởng tốt lên xã hội. Tức là nó phải thực tế. Một cái nhìn cận cảnh hơn về Đại học Công nghệ Sydney thì trường là được thành lập vào năm 1988 và trong khoảng 2-3 năm gần đây thì trường liên tục đứng đầu tại Úc trong nhóm các trường đại học trẻ dưới 50 tuổi. Trường thì có offer rất là nhiều chương trình gồm 150 chương trình đại học và hơn 240 chương trình sau đại học và thì điều này có ý nghĩa gì ạ? Điều này có ý nghĩa không biết mọi người có nghe em rõ không ta? Ai biết nghe có nghe ổn không? Tại em đang bị miss rồi em. Dạ, bị miss không chị? Tôi bị miss một chút xíu. Bây giờ đỡ rồi chị ạ. Dạ vâng. Em xin nói lại một chút là trường đã tạo ra được khoảng hơn 200.000 alumni network trên hơn 140 quốc gia. Thì điều này có ý nghĩa gì ạ? Điều này có ý nghĩa là hầu hết những nhà tuyển dụng trên thế giới và những người mà nắm giữ vị trí lớn thì họ đều có biết đến UTS, và cái bằng UTS thì càng ngày càng được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới. Cho nên đây là một trong những cái lợi thế khi mà các bạn tốt nghiệp từ trường Đại học Công nghệ Sydney, từ UTS thì các bạn đã được qualify sẵn là mình đã tốt nghiệp từ một ngôi trường mà gọi là có chất lượng và ranking rồi. Ngoài ra thì mọi người có thể nhìn lại cái cột đầu tiên giùm em ha, thì trong hơn 45.000 sinh viên mà tụi em giảng dạy trong năm 2019 thì chỉ có khoảng 15.000 là sinh viên quốc tế thôi. Tức là các bạn sẽ học trong một môi trường 70% là sinh viên nội địa, thì các bạn có cơ hội gọi là mình có cái network rộng hơn này, mình tìm hiểu được sâu hơn về dân bản xứ và nói chung là mình tìm hiểu sâu hơn về cái đời sống ở đây thì nó sẽ tốt hơn cho mình sau này khi mà mình tốt nghiệp mình đi làm. Và nhắc tới trường đại học thì chúng ta sẽ không thể nhắc tới ranking phải không cả nhà. Tuy là trường UTS chỉ mới thành lập dưới 50 tuổi thôi mà đã có được những cái thứ hạng là rất là đáng nể trên bảng xếp hạng thế giới. Thì trong những năm vừa qua thì trường đứng trong top 10 của nhóm trường đại học ở dưới 50 tuổi trên thế giới. Và xét tổng quan trên bảng xếp hạng của các trường đại học trên thế giới thì trường đứng thứ 133. Nếu như mà nói về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp thì trường đứng thứ 7 tại Úc và đứng thứ 69 trên thế giới. Thì trường được ranking bắt đầu từ năm 2016 và tính đến nay thì chỉ mới có khoảng 5 năm thôi nhưng mà đã vượt qua hơn 85 trường đại học trên thế giới và hiện nay là vẫn đang giữ vững vị trí thứ 133. Thì điều này chứng tỏ là cái sự đầu tư vào nghiên cứu và cái hướng giảng dạy mang tính practical, mang tính thực tế dành cho sinh viên nó đã có một cái hiệu quả nhất định, và đồng thời thì cái bằng đại học UTS, cái giá trị của nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian.
Như Evi hồi nãy cũng có nói thì nói về trường đại học công nghệ Sydney cũng rất nổi tiếng về những cái ngành về công nghệ thông tin và ngành về kỹ thuật. Tuy nhiên thì cái tôn chỉ của trường thì vẫn là ứng dụng công nghệ vào trong cái việc giảng dạy và nghiên cứu. Do đó cái thành quả đó là tất cả những cái ngành mà trường offer nó đều có ranking rất là cao trên thế giới. Cái ranking chi tiết của mỗi một cái nhóm ngành thì chút nữa em sẽ đi sâu khi mà em giới thiệu thêm về chương trình diploma và cái lộ trình lên tiếp theo. Còn trong cái slide này thì em xin phép giới thiệu một chút là trường có rất là nhiều những ngành, ví dụ như nếu các bạn muốn học về kinh doanh, kinh tế thì các bạn có thể học về business hoặc là international study hoặc là law. Trong trường hợp các bạn thiên về những cái môn xã hội, những cái môn về nghệ thuật thì có những cái ngành về kiến trúc này, về thiết kế này, về giảng dạy này. Hoặc là về đây này, về lo chẳng hạn, và những cái ngành về STEM, về kỹ thuật công nghệ thì các bạn sẽ có Build Environment là những cái ngành thiên về xây dựng, về Engineering, Information Technology hoặc là Science and Mathematics đều là những cái ngành thế mạnh và có vị trí rất là vững chắc trong giới research ạ. Tiếp theo thì những cái ngành về chăm sóc sức khỏe như health và nursing thì phía bên trường cũng có dạy. Và ngoài ra em xin phép nói thêm một chút xíu về cái ngành khá là đặc biệt, đó là ngành sáng tạo liên ngành ở đây. Thì đây là một cái ngành học chỉ có riêng tại UTS thôi. Và nó được rất là nhiều những cái giải thưởng về giảng dạy và về cái chương trình học và về cái tính gọi là tính impact của nó lên cái sức sáng tạo của học sinh. Thì tại chương trình này thì sinh viên sẽ được học cách giải quyết những cái vấn đề mà hiện tại nó vẫn chưa có. Thì mọi người có thể tưởng tượng là những cái vấn đề hiện tại mình đang đối mặt thì mình nghĩ cách giải quyết có thể là được, nhưng mà đối với những vấn đề hiện tại mình còn không biết nó là vấn đề trong tương lai thì làm như thế nào để mà mình được trang bị, mình được prepare một cách tốt nhất để mà mình có thể giải quyết được những vấn đề đó. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ học được cái cách làm việc nhóm chung với lại những cái nhóm bạn mà có những cái background về chẳng hạn về văn hóa, về kiến thức, về kỹ năng hoàn toàn khác với mình, thì làm sao chúng ta có thể làm việc được với những bạn đó để giải quyết những cái vấn đề khó khăn và phức tạp. Thì đây là một cái bằng riêng mà nó sẽ thường sẽ đi kèm với lại những program khác. Thì đại học UTS College là một cái phân viện pathway trực thuộc vào trường đại học công nghệ Sydney. Thì trong cái slide, những slide tiếp theo thì em xin phép giới thiệu với mọi người những cái lộ trình học mà UTS College thường offer cho học sinh và những bạn học sinh nào thì sẽ được lợi ích, sẽ được benefit từ những cái lộ trình học này. Thứ nhất là dành cho những nhóm học sinh, những bạn học sinh mà các bạn vừa hoàn thành xong lớp 11 và các bạn không muốn phải học tiếp lớp 12 và không có muốn trải qua cái kỳ thi tốt nghiệp, hoặc là các bạn đã có cái dự định đi học đại học, đi học du học từ rất là lâu rồi, thì các bạn có thể cân nhắc lộ trình 1 hoặc là lộ trình 2. Lộ trình đầu tiên thì sau khi mà hoàn thành xong chương trình lớp 11 thì các bạn có thể lên chương trình UTS Foundation Study là chương trình dự bị đại học. Sau khi hoàn thành xong chương trình dự bị đại học, các bạn sẽ chuyển thẳng lên năm nhất bậc cử nhân tại UTS. Hoặc sau khi hoàn tất chương trình dự bị đại học, các bạn sẽ học tiếp lên diploma là chương trình cao đẳng. Sau đó mình sẽ chuyển tiếp lên năm nhất hoặc năm 2 tại UTS. Thì cái điểm khác biệt giữa hai chương trình này là gì? Và tại sao mình nên đưa ra những quyết định như thế nào để mà mình chọn được cái lộ trình học phù hợp? Thì em xin phép nhắc đến một chút, đó là sự khác biệt đầu tiên ở lộ trình 1, đó là tại chương trình Foundation thì các bạn sau khi hoàn thành xong chương trình Foundation thì trường sẽ xét điểm GPA của cái chương trình này. Nếu như mà cái GPA của mình nó thỏa mãn cái yêu cầu đầu vào của cái ngành mà các bạn chọn á, thì các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình tiếp theo. Tuy nhiên nếu như mà không thì mình sẽ chuyển xuống cái lộ trình học thứ hai. Có một cái điểm lợi thế của chương trình đầu tiên đó chính là các bạn sẽ được tự do chọn cái ngành các bạn muốn hơn, tức là cái lựa chọn cái ngành ở đây nó sẽ nhiều hơn là cái lựa chọn bên dưới, tại vì từ Foundation thì các bạn sẽ có nhiều cái chọn lựa ngành lên UTS hơn. Ở lộ trình học thứ hai thì ngược lại nó sẽ thoải mái, dễ dàng hơn cho các bạn một chút. Đó là khi các bạn hoàn thành xong chương trình Foundation, các bạn chỉ cần không rớt quá hai môn thì các bạn có thể chuyển tiếp lên Diploma. Tại Diploma chỉ cần không rớt quá hai môn có thể chuyển tiếp lên năm nhất hoặc năm hai chương trình cử nhân. Và một điều đặc biệt nữa là khi mà các bạn học cái lộ trình thứ hai này á, thì các bạn sẽ được cái ưu đãi học phí 5% tại chương trình diploma này. Về cái lợi điểm về thời gian thì cái chương trình học đầu tiên á, nó sẽ chỉ mất của các bạn khoảng 3 năm 8 tháng thôi. Tuy nhiên so với việc học ở Việt Nam thì nếu mà hoàn thành xong chương trình đại học nó sẽ mất của các bạn tới 5 năm lận. Đó, cho nên đây là hai cái lộ trình học mà dành riêng cho những bạn mà hoàn thành xong lớp 11. Vậy thì những bạn học lớp 12 sẽ đi lộ trình nào?
những bạn học hoàn thành xong chương trình học lớp 12 thì các bạn có thể cân nhắc lộ trình là mình sẽ học diploma, sau đó mình sẽ chuyển tiếp lên năm nhất hoặc năm hai chương trình cử nhân tại UTS. Điều đặc biệt đó là khi mà hoàn tất xong chương trình diploma thì các bạn sẽ được miễn giảm khoảng từ 36 đến 48 tín chỉ tùy theo cái ngành mà các bạn chọn tại UTS. Và năm nhất hay năm hai ở đây thì nó sẽ tùy thuộc vào các chương trình học của mình. Còn cái số tín chỉ thì sẽ là cái số tín chỉ. Như em xin nhắc ở đây và em nói thêm một xíu là thường là tại Úc á, một cái bằng bachelor tiêu chuẩn của nó sẽ là 3 năm và nó sẽ gồm 144 tín chỉ. Thì 48 tín chỉ ở đây nó sẽ tương đương với khoảng năm nhất chương trình cử nhân. Thì khi mà các bạn hoàn thành xong diploma và các bạn chuyển tiếp lên UTS á, thì các bạn sẽ chỉ phải đóng cái phần học phí của cái phần tín chỉ còn lại thôi. Còn cái thời gian nó sẽ do cái ngành nó quyết định. Và với lộ trình học thứ tư thì là dành cho những bạn mà thường là các bạn có đủ điều kiện để mà vào thẳng chương trình cử nhân tại UTS luôn. Trong trường hợp mà các bạn đủ điều kiện vào thẳng chương trình cử nhân tại UTS nhưng mà các bạn muốn học cái lộ trình thứ ba này thì vẫn được nha mọi người. Rồi. Em xin phép nói qua một chút về cái chương trình Academic English của trường. Mọi người có thể các anh chị có thể thắc mắc là vì sao cái mức học phí của trường nó hơi cao so với lại mặt bằng chung. Thì lý do là vì với cái khi mà các bạn hoàn thành xong chương trình Academic English của UTS College thì các bạn sẽ nhận được một cái chứng chỉ, thì chứng chỉ đó các bạn có thể dùng để các bạn apply vào những cái chương trình học thuật của những cái trường đại học khác tại Úc hoặc là những cái trường đại học ở Mỹ. Thì cụ thể hơn thì ví dụ như là ở mức độ AE3 thì nó sẽ tương đương với lại IELTS 5.5, AE4 tương đương IELTS 6 chấm, AE5 tương đương với IELTS 6.5 và AE6 thì tương đương với IELTS 7 chấm. Thì cái mức này nó hơi cao là do là dành cho những bạn mà muốn học về tiến sĩ hoặc là những cái bạn mà học về cái chương trình master đặc biệt mà có yêu cầu IELTS 7 chấm. Ngoài ra thì trong cái thời điểm hiện nay, nếu như mà trong trường hợp học sinh không có muốn thi những cái chứng chỉ tiếng Anh hoặc là đang bị rào cản về COVID-19 thì các bạn hoàn toàn có thể tham dự cái buổi tiếng test tiếng Anh online của trường. Thì mình sẽ thông qua Yes Education để mà mình request cái mã PIN rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành làm bài test cho học sinh. Thì cái bài test này mọi người lưu ý giùm em là nó sẽ chỉ dùng để xếp lớp cho những cái chương trình tiếng Anh học thuật thôi. Đối với lại những chương trình mà academic, ví dụ foundation hay diploma, thì kể cả các bạn làm bài test này và được điểm cao thì các bạn cũng phải cần học tối thiểu là 10 tuần tiếng Anh trước khi vào khóa chính. Đây là bài test các bạn có thể làm ở tại văn phòng của các anh chị và nó sẽ test 4 kỹ năng trong vòng 45 phút. Dạ rồi, đây là một trong những chương trình chính, chương trình học thuật chính tại UTS. Thì như hồi nãy em có nói là chương trình diploma sẽ cho phép học sinh miễn giảm một số tín chỉ khi lên thẳng chương trình cử nhân. Đối với lại chương trình diploma ở đây á, thì mình sẽ được miễn giảm 48 tín chỉ khi chuyển tiếp lên những cái chương trình sau là Bachelor of Business, Bachelor of Economics or Bachelor of Management. Thì mình sẽ được miễn giảm 48 tín chỉ tương đương với lại năm nhất và mình sẽ chuyển thẳng lên năm thứ hai của cái ngành học này. Một chút xíu là tại sao mình lại phải cân nhắc chương trình business tại UTS và chương trình này thì có gì đặc biệt. Thì chương trình business tại UTS là một trong những cái chương trình được accredited, tức là được công nhận bởi rất là nhiều tổ chức tại Úc và trên thế giới. Trường có cái rank thứ 70 trong cái bảng về accounting và finance và rank khoảng 127 về ngành kinh doanh và ngành management. Đây là một trong những cái program rất là hay cho nên em sẽ dành một chút thời gian để nói về cái program này. Đây là một cái program mà cho phép học sinh được customize, được cá nhân hóa cái chương trình học của mình dựa theo những cái sở thích cũng như là cái định hướng nghề nghiệp của học sinh. Cụ thể là vào năm thứ 2 và năm thứ 3 thì học sinh có thể được quyền tự do chọn lựa những cái chuyên ngành hoặc là chuyên ngành nhỏ để mà mình bổ trợ cho những cái mong muốn của mình và nghề nghiệp tương lai. Em lấy ví dụ như là nếu mà học sinh thường hay hỏi là cô ơi con muốn học về marketing, con cũng muốn học về finance nữa và IT thì nghe nó cũng hay, vậy thì bây giờ con nên học cái gì, con nên học cái nào nhiều hơn, thì cái chương trình Bachelor of Business này nó sẽ rất là hay ở chỗ nó sẽ cho các em tầm bay cả ba cái cùng một lúc luôn và nó sẽ đủ sâu để cho các em gọi là các em đủ biết về cái ngành đó để mà các em có thể tự học và tự đào sâu thêm sau này. Đạo một cái nền tảng nếu mà các em muốn đi học về master nếu muốn. Cho nên mọi người hãy tưởng tượng là giống như là mỗi học sinh các bạn sẽ có một cái set Lego khác nhau vậy đó.
Cho nên tùy vào sở thích của mỗi bạn, tùy vào định hướng của mỗi bạn mà các bạn có thể là lắp ghép như thế nào đó. Và cuối cùng in the end, cuối khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường thì mỗi bạn có một cái sản phẩm Lego hoàn toàn khác nhau, không ai giống của ai cả. Thì điều này là cho phép học sinh được tối ưu hóa cái potential của các bạn và các bạn được quyền thử những thứ mà các bạn chưa bao giờ làm. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là tốt cho cái chương trình này. Đồng thời thì dành cho những bạn mà có ước mơ startup thì UTS Startup sẽ là một cái động lực cho các bạn. Đây giống như là một cái co-working space ở Việt Nam vậy đó mọi người. Thì nó sẽ là một cái hub mà những bạn mà quan tâm hoặc là yêu thích về startup, các bạn sẽ gather ở đây để mà mình tổ chức những cái buổi, thường là những cái buổi thông tin á. Và đồng thời thì các bạn cũng sẽ có những cái nơi, có cái chỗ để mà mình ngồi, mình có thể là thực hiện cái dự án của mình. Tiếp theo là đối với chương trình Communication thì có một cái thông tin khá là thú vị trong cái ngành Communication này. UTS là một trong những trường đầu tiên mà mình giảng dạy Communication tại Úc. Cho nên trường đã có hơn 30 năm kinh nghiệm cho cái ngành này rồi mọi người. Khi mà các bạn tham gia cái chương trình Diploma of Communication này á, thì các bạn sẽ được miễn giảm 48 tín chỉ. Mình sẽ lên thẳng năm 2 của chương trình cử nhân. Thì mọi người có thể xem sơ thêm trên trang web. Mình sẽ có những cái major về Visual Communication, nó gần như là Graphic Design nhưng mà nó sẽ chuyên sâu và hay hơn. Nó sẽ có những cái về Fashion Design, về Production, Media Production cũng là những ngành rất là hay. Chính vì là có những cái thâm niên rất là lâu cho cái việc giảng dạy ngành Communication tại Úc thì tại New South Wales trường đứng thứ nhất về tỷ lệ sinh viên Communication tốt nghiệp có việc làm và đứng thứ 100 trên thế giới trong cái mảng này. Trường có partnership rất là mạnh với lại những cái media channel trên nước Úc và trên toàn thế giới, đặc biệt là cái campus của trường thì nó nằm ngay gần cái gọi là cái trung tâm truyền đài truyền hình quốc gia đó, cho nên là nó thường là cái collaboration giữa học sinh communication của trường và giữa các staff ở bên đài truyền hình rất là sâu sắc, và các bạn thường có những cái dự án collab rất là hay. Đồng thời thì học về media, học về communication thì không thể thiếu sự trợ giúp của những cái công nghệ thiết bị mới nhất. Cho nên là các bạn hoàn toàn thoải mái có thể được sử dụng, được mượn những cái thiết bị này. Và một trong những cái lý do mà industry, những cái công ty khác thích làm việc với học sinh của UTS là gì ạ? Là vì họ được access những cái thiết bị này thông qua học sinh. Và học sinh thông qua những cái dự án chung với lại industry, chung với lại những cái công ty đối tác thì họ có những cái network, những cái trải nghiệm đáng quý. Cho nên là ở UTS thì học sinh được tạo một cái điều kiện tối ưu cho cái việc học và việc thực hành luôn. Tiếp theo cũng là một cái ngành ranking rất rất là cao tại Úc của UTS, đó là ngành về design và architecture. Hiện tại trường đang đứng thứ 2 tại Úc và xét chỉ về mảng về nghệ thuật và design thôi đã đứng thứ 23 trên thế giới rồi. Một trong những cái điều kiện khiến cho trường có những cái ranking cao như thế đó là luôn luôn tích hợp làm thế nào để gọi là training học sinh về cái khả năng tư duy sáng tạo và cái khả năng sử dụng công nghệ để biến ý tưởng thành sự thật. Em nói thêm một chút về ở đây thì trường sẽ có những cái phòng lab để mà mình in 3D ấy, mọi người. Thì khi mà học sinh lên được ý tưởng rồi thì các bạn có thể là dùng những cái máy in 3D đó, mình in với lại nhiều chất liệu khác nhau. Mình in luôn cái nút hoặc là mình in luôn cái họa tiết đó cho cái sản phẩm của mình. Hoặc là mình có một cái phòng gọi là Data Arena 3D, tức là học sinh có thể mình chưa xây dựng ngay được cái dự án đó nhưng mà mình có thể dựng hình 3D và mình có thể coi nó xem là nó vận hành, nó hoạt động như thế nào. Điều này cho phép thế nào để tối ưu hóa tất cả mọi chi tiết trên sản phẩm của mình, thì lúc đó thì các bạn mới có thể thành công được. Internet của em cũng hơi yếu. Dạ rồi. Vậy thì cái lộ trình học của mình từ Diploma of Design Architecture thì các bạn sẽ được miễn giảm 36 tín chỉ và mình sẽ lên thẳng năm nhất của những cái chương trình, ví dụ như Bachelor of Design, Bachelor of Design in Architecture hoặc là Bachelor of Landscape Architecture. Nó tổng chương trình thì ở đây nó vẫn kéo dài 3 năm nha mọi người, tại vì nó phụ thuộc vào cái dự án studio của học sinh á. Cho nên là học sinh không có thể lên thẳng năm 2 được mà là bắt buộc là mỗi một học kỳ mình phải học những môn như vậy. Nó là đi theo cái lộ trình học của trường rồi. IT
Thường thì nói về UTS thì mọi người sẽ rất là thích nói về những cái ngành về IT, về engineering, thì đều có lý do của nó cả. Vì trường hiện nay đang đứng hạng nhất về computer science, cũng như đứng thứ 100 trên thế giới, và hiện nay thì trường cũng đứng thứ nhất về nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Cho nên đây là một trong những cái ngành mà rất là popular của UTS. Khi học sinh học từ chương trình diploma học IT chuyển tiếp lên năm 2 thì các bạn có thể chuyển tiếp lên năm 2 của những cái chương trình sau. Chương trình Bachelor of Science in IT, đây là một cái chương trình mà dành cho những bạn có thiên hướng gọi là các bạn không có nhu cầu làm research, hoặc là các bạn không có định hướng nghề nghiệp về research và không có muốn quá chuyên sâu về thuật toán, thì các bạn có thể cân nhắc chương trình này. Ngoài ra thì cái chương trình Bachelor of Computing Science thì nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ là một chương trình 4 năm bao gồm 1 năm làm nghiên cứu, và cái mức độ toán yêu cầu các bạn phải có nó sẽ cao cấp hơn. Ngoài ra thì cũng có chương trình Bachelor of Science in Game Development, là các bạn sẽ học toàn bộ mọi thứ về game, về front end, back end, về coding, về thiết kế đồ họa, mọi tất tần tật những thứ liên quan về game. Thì bạn sẽ được chuyển được công nhận 48 tín chỉ và mình sẽ chuyển thẳng lên năm 2. Thì đối với chương trình đầu tiên thì các bạn sẽ chỉ còn học thêm 2 năm nữa thôi. Một trong những cái điểm nổi bật khiến cho UTS nổi trội ở ngành IT đó là công nghệ và facility dành cho học sinh. Đối với lại những bạn học sinh mà học về science hoặc là IT engineering thì cái chương trình học 3 năm nó sẽ giống như là một cái kỳ thực tập 3 năm dành cho các bạn vậy. Rất là nhiều dự án thực tế và rất là nhiều project để các bạn làm. Ngoài ra thì các bạn cũng có cơ hội để làm việc trực tiếp với lại giảng viên cho những cái dự án funding research riêng của họ nữa, và cũng có cơ hội để làm những cái thực tập chung với lại doanh nghiệp. Cho nên là cái cơ hội ở UTS rất là nhiều. Chị không biết là các bạn có thể thu xếp thời gian cũng như có cái quyết tâm để mà mình làm hết những cái dự án này hay không thôi. Điển hình một số những cái facility, những cái cơ sở vật chất mà trường đang ưu tiên cho học sinh. Thứ nhất đó là những cái lab chuyên biệt dành riêng cho mỗi một cái chuyên ngành. Thứ hai thì nó sẽ bao gồm cả những cái phòng computer riêng và những cái phòng riêng về networking, về mạng lưới thông tin. Ngoài ra với những cái bạn mà học về game thì các bạn sẽ có những cái phòng như software development hoặc game studio, tức là mỗi một cái chuyên ngành sẽ có một cái set thiết bị riêng dành riêng cho các bạn. Để mà khi các bạn tốt nghiệp ra trường thì các bạn sẽ quen được hết với tất cả những cái thiết bị đó rồi, và các bạn không phải bỡ ngỡ, không cần phải tốn quá nhiều thời gian để training cho các bạn nữa. Trường có rất là nhiều những cái đối tác có thể hỗ trợ trong cái vấn đề về nghiên cứu research về IT, ví dụ như là Siemens, Deloitte, hoặc là Oracle, Cisco cũng là một trong những cái đối tác thân thiết của UTS. Về engineering cũng vậy. Engineering thì nó hơi đặc biệt một chút, nó sẽ tùy vào chuyên ngành của mọi người, thì mọi người sẽ được miễn giảm khoảng 42 hoặc 48 tín chỉ rồi sau đó sẽ được chuyển tiếp lên năm nhất hoặc là năm 2 của chương trình engineering. Tại vì major ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều, nó sẽ có từ biomedical, nó sẽ có về những cái liên quan đến information technology, hoặc những cái liên quan đến civil construction, về xây dựng cũng có, về hóa học cũng có, cho nên là mọi người có thể tham khảo thêm những cái chuyên ngành này trên website. Trường cũng như là ngành IT thì đứng hạng nhất tại Úc về engineering và đứng top 120 trên thế giới. Mọi người có thể nhìn thấy là cái tòa nhà ở ngay phía góc trên này thì là một tòa nhà công nghệ dành riêng cho những bạn mà học về IT và engineering. Trong này thì là có những cái hệ thống sensor, tức là nó tích hợp những cái con chip để mà nó thu thập thông tin của những cái người trong tòa nhà này. Bất kỳ một cái chuyển động nào của học sinh cũng sẽ được ghi lại, đồng thời thì nhiệt độ của phòng rồi hướng gió như thế nào, tất cả mọi thứ thì cái hệ thống sensor này sẽ ghi lại hết, và những cái data này sẽ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và thực hành của sinh viên. Về chương trình diploma, về chương trình science thì mọi người chỉ cần lưu ý giùm em, đây là cái chương trình mà có rất là nhiều những cái chuyên ngành khác nhau, và thường thì học sinh muốn học chuyên ngành gì thì hầu hết là đều có ở tại UTS hết. Nên nếu như mà mọi người không tìm thấy cái chuyên ngành mong muốn thì mọi người có thể liên hệ lại với Yes Education để được hướng dẫn thêm. Khi mà các bạn học chương trình về Diploma of Science thì các bạn sẽ được miễn giảm hoặc là từ 36 đến 48 tín chỉ, và mình sẽ lên thẳng năm nhất hoặc năm 2 tùy theo cái ngành mà mình chọn.
Đặc biệt thì có cái ngành Bachelor of Applied Science thì nó sẽ cho phép các bạn học những cái để điều chế thuốc dược hoặc là điều chế mỹ phẩm. Thì đây là một trong những cái ngành cũng khá là popular mà các bạn sinh viên thường hay yêu cầu. Hoặc là cái ngành Bachelor of Biotechnology này cũng là một cái ngành thì hầu hết tất cả những cái lĩnh vực về science thì đều UTS đều có cái chuyên ngành để dạy. Hiện tại thì trường đang offer, hiện tại thì trường đang đứng thứ nhất tại Úc về cái tỷ lệ mà có những cái bài nghiên cứu mang ảnh hưởng trên thế giới. Dạ, vừa rồi thì em đã có nói qua 6 cái chuyên ngành chính mà cái chương trình Diploma có offer cho học sinh. Và những cái ví dụ về ngành Bachelor thì nó không chỉ giới hạn trong những chương trình Bachelor đó. Nên nếu như mà quý anh chị có cái thông tin về những cái ngành khác mà không mention ở trong đây thì mọi người có thể check tiếp thêm với lại Yes Education. Hoặc nếu mà mình hiện tại đang có một hồ sơ tiềm năng thì mình cũng có thể đặt câu hỏi ở đây luôn nha. Em xin nói thêm một chút về cái yêu cầu đầu vào tiếng Anh cho cái chương trình Diploma. Thì bên em sẽ có cái chương trình Diploma 8 tháng, chương trình 12 tháng và chương trình 16 tháng. Thì nó sẽ khác nhau dựa trên cái yêu cầu đầu vào tiếng Anh một chút. Và đồng thời thì đặc biệt là ở chương trình Extend, chương trình 16 tháng, thì học sinh sẽ học thêm được một số môn về tiếng Anh và học thêm một số môn về kỹ năng học thuật so với lại hai cái chương trình còn lại. Thì yêu cầu đầu vào em sẽ yêu cầu khoảng 5.5 IELTS với không band nào dưới 5 chấm là dành cho chương trình có yêu cầu đầu vào thấp nhất là Extend Diploma. Còn lại với chương trình 8 tháng và chương trình 12 tháng thì mình sẽ cần IELTS 6 chấm và 6 chấm in writing. Ngoài ra thì trường cũng có công nhận một số những cái bằng khác như là Lingual Skill, TOEFL, hoặc là mình học cái chương trình tiếng Anh học thuật mà hồi nãy, hồi đầu bài em có nhắc đến, hoặc là mình cũng có thể thi PTE. Thì đều là những cái chứng chỉ mà UTS College công nhận. Về cái yêu cầu học thuật thì đối với chương trình tiếng Việt ở Việt Nam thì các bạn chỉ cần hoàn thành xong lớp 12 với cái điểm GPA của các môn học thuật là 6.7. Và ở đây thì trường sẽ không yêu cầu học sinh phải nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cho nên khi mà học sinh hoàn thành xong học kỳ 1 của năm lớp 12 thì mình có thể bắt đầu nộp để mình xin conditional offer. Và khi mình có full cái bảng điểm lớp 12 thì mình đã có thể xin full offer để mà mình tiến hành accept offer được rồi ạ. Ngoài ra thì trường cũng có accept những cái chương trình khác, ví dụ như những bạn mà học HSC ở Úc hoặc là những bạn mà học những cái chứng chỉ quốc tế thì các bạn cũng có thể nộp. Về học phí thì chương trình 8 tháng và chương trình 12 tháng sẽ có mức học phí giống nhau, đó là 33.000. Đây là mức học phí cho toàn bộ chương trình. Tuy nhiên Extend thì nó sẽ hơi cao một chút, đó là do các bạn sẽ học thêm những cái môn về tiếng Anh cũng như là những cái môn về học thuật, đồng thời thì cái thời gian học nó cũng sẽ kéo dài hơn. Vậy thì học bổng ở đây là gì ạ? Học bổng thì ở đây có những cái gói học bổng dành riêng cho những cái bạn mà học chương trình Diploma và học cái package Diploma lên cái chương trình cử nhân tại UTS. Thì tại chương trình Diploma các bạn sẽ có học bổng hoặc là 4.000 hoặc là 8.000, nó sẽ trừ vào cái học kỳ thứ hai của học sinh. Ngoài ra khi mà các bạn chuyển tiếp lên chương trình Bachelor thì các bạn sẽ được cái học bổng 25% học phí cho những năm còn lại tại UTS. Và cái chương trình học bổng này nó sẽ được thông tin cho học sinh ngay tại thời điểm mà học sinh có offer luôn. Cho nên là mọi người cũng không cần phải chuẩn bị bất cứ một cái hồ sơ apply nào hết, mà trường cũng sẽ dựa trên cái hồ sơ của mình, cái hồ sơ apply ban đầu để mà mình xét học bổng cho học sinh. Một cái nhìn sâu hơn để cho mọi người có thể nhìn hiểu rõ được cái chương trình học bổng này, em lấy ví dụ của một bạn học sinh ha. Các bạn học chương trình Diploma of Business và sau đó là các bạn sẽ chuyển tiếp lên chương trình Bachelor of Business, thì hiện tại cái mức học phí Diploma và Bachelor nó sẽ như thế này, nó sẽ khoảng 33.000 và 41.000. Thì sau khi các bạn có được cái học bổng 8.000 tại chương trình Diploma, đồng thời các bạn có được cái học bổng 25% học phí cho 2 năm còn lại tại UTS, thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 28.000 đô Úc. Và cuối cùng thì mọi người có thể thấy là cái trung bình một năm học của các bạn nó sẽ dưới 30.000.
Thì đối với lại một cái mức học phí như vậy và cái ranking của UTS là nằm trong top 9 tại Úc thì đây cũng là một cái khoản đầu tư rất là tốt cho các bạn. Và điều kiện để maintain học bổng thì mọi người có thể xem qua một chút, thì nó sẽ là học sinh chỉ cần không để rớt môn, không để rớt quá hai môn thì các bạn có thể maintain được. Không để rớt quá hai môn khi học tại UTS thì các bạn có thể maintain được cái học bổng. Không để rớt quá hai môn khi học tại UTS College thì các bạn có thể maintain được học bổng rồi ạ. Nếu như mà các bạn fail, các bạn rớt môn ở InSearch thì các bạn có nhận được cái học bổng 25% khi không, thì miễn là học sinh không rớt quá hai môn và các bạn lên được UTS, các bạn vẫn sẽ có được học bổng. Và cái tiêu chí để maintain học bổng tại UTS đó là các bạn qua môn là được ạ. Nếu như mà rớt môn thì mình sẽ phải đóng full học phí lại của cái môn mà mình đã rớt. Ngoài ra thì khi mà các bạn vào học rồi thì UTS có những cái chương trình học bổng sau dành cho các bạn. Học bổng thứ nhất đó là với những bạn hoàn thành xong chương trình diploma và các bạn có điểm GPA cao thì các bạn có thể nộp đơn cho cái chương trình học bổng 50% này. Thì nó chỉ có khoảng 3 slot cho một học kỳ thôi. Đối với những bạn mà học chương trình diploma business á, mà các bạn có điểm cao á, thì trường sẽ mời các bạn để các bạn apply vào cái chương trình học bổng 100% học phí Diane Nicol Memorial Scholarship này. Và nó chỉ có một slot một năm thôi, dành cho những bạn là học sinh cực kỳ xuất sắc và được trường mời để mà apply cái gói học bổng này. Dạ, và vừa rồi thì em mới giới thiệu với mọi người về chương trình diploma của trường. Thì tiếp theo sẽ là một số những cái thông tin về chương trình pre-master. Như Ivy có nói thì nó sẽ hơi khác biệt một chút so với thị trường. Như thế nào thì mọi người cùng theo dõi tiếp theo nha. Pre-master ở đây thì cái lộ trình học nó sẽ là mình sẽ học, học sinh thường sẽ học chương trình pre-master. Sau đó mọi người học sinh sẽ được chuyển tiếp lên học kỳ thứ 2 và các bạn sẽ học tiếp 1.5 năm còn lại cho chương trình master tại UTS. Thì nó sẽ vận hành giống như là một cái chương trình pathway để mà prepare hỗ trợ cho những bạn mà có thể không đủ điều kiện để các bạn vào direct entry. Thêm nữa là cái đầu ra cuối cùng thì các bạn vẫn sẽ có được cái chương trình bằng master của UTS. Một số overview về chương trình pre-master này. Thứ nhất là khi mà hoàn thành xong chương trình pre-master thì học sinh sẽ có được 24 tín chỉ khi mà các bạn chuyển tiếp lên cái chương trình master tại UTS. Bao gồm một số những cái ngành giới hạn thôi, bao gồm là business, về IT engineering và về communication. Thứ hai là cái tín chỉ, cái chứng chỉ mà các bạn nhận được sau khi hoàn thành đó, thì nó sẽ tương đương với IQF level 8. Đặc biệt là cái chương trình này hay ở chỗ là nó được thiết kế để mà phù hợp với lại những bạn mà gọi là mình chưa có trải nghiệm cái môi trường học quốc tế bao giờ á. Nó sẽ giúp cho các bạn develop nhiều hơn về cái mảng language, cái mảng tiếng Anh cũng như là các kỹ năng học thuật mà dành cho những bạn mà học về sau đại học á, thì nó sẽ giúp cho các bạn prepare tốt hơn khi mà mình lên cái chương trình master. Thì chương trình pre-master của UTS College sẽ offer những ngành gì? Thì nó sẽ có 3 ngành: ngành accounting and finance, ngành communication và ngành technology and practice. Và cái lộ trình học thì nó sẽ có lộ trình học 4 tháng hoặc là lộ trình học 8 tháng. 4 tháng sẽ dành cho những bạn mà đã có đủ yêu cầu tiếng Anh của trường rồi. Tuy nhiên thì các bạn đang học ở những trường đại học Session 2 hoặc là các bạn muốn có một cái môi trường học nó thoải mái hơn một chút để mà các bạn prepare tốt hơn cho cái chương trình master tiếp theo, thì cái chương trình 4 tháng sẽ phù hợp cho các bạn. Tuy nhiên đa phần thì tụi em xin recommend các bạn nên học cái chương trình 8 tháng dành cho những bạn mà hơi bị thiếu tiếng Anh một chút. Và các bạn có thì cái thời gian 8 tháng thì nó sẽ vừa đủ để mà các bạn develop và các bạn học, các bạn làm quen với môi trường mới. Đối với đây là một cái bản articulation là từ pre-master của UTS College thì có thể lên những chương trình nào tại UTS. Đầu tiên là với chương trình Accounting and Finance thì các bạn có thể lên được chương trình Professional Accounting hoặc là Master of Finance. Tuy nhiên mọi người lưu ý giùm em là những chương trình này thì sẽ yêu cầu học sinh phải có kinh nghiệm làm việc thì các bạn mới có thể đăng ký được. Tiếp theo là chương trình về Communication thì mình sẽ có được những chương trình về Strategic Communication, Media Practice Industry hoặc là Advanced Journalism. Cái chương trình Media Practice Industry là một trong những cái chương trình khá là hay, tại vì các bạn không cần phải học quá sâu về design hoặc như thế nào để có thể tham gia chương trình này, mà các bạn chỉ cần là các bạn có thể vào học và các bạn được join chung một cái nhóm những cái nhà sản xuất làm về nhiều mảng khác nhau, và
và mình sẽ là một phần trong cái project đó để mà mình học cái cách để mà mình điều phối, mình vận hành một cái dự án media nó như thế nào. Đây là một chương trình rất là hay. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ yêu cầu một số những cái, tùy theo những cái chuyên ngành, nó sẽ yêu cầu những cái kiến thức trước đó về cái bằng bachelor hoặc là kinh nghiệm làm việc của các bạn. Tương tự đối với lại Graduate Certificate in Technology Practice thì các bạn cũng sẽ học về có những cái ngành ví dụ như là Master Engineering hoặc là Master of IT hoặc Master of Data Science and Innovation. Thì mọi người cũng lưu ý giùm em là đối với chương trình Engineering và IT thì cũng tùy vào các chuyên ngành mà học sinh chọn thì sẽ có những cái yêu cầu về cái chương trình. Cái chuyên ngành ở bachelor nó phải tương ứng với cái chuyên ngành mà các bạn học tại master. Thì nó sẽ tùy thôi. Thêm một cái nữa đó là chương trình Master of Data Science and Innovation thì họ không có yêu cầu cái kinh nghiệm làm việc cũng như là không có yêu cầu cái chương trình bachelor phải giống trước đó. Cho nên là các bạn, đây cũng là một chương trình rất là tốt cho những bạn business. Các bạn cũng có thể là thử cái chương trình này. Một chương trình khá là hay để giúp các bạn hòa nhập hơn với công nghệ thời đại 4.0 ạ. Khi mà mọi người tìm trên website, chương trình này và cái chương trình của UTS College thì khác nhau chỗ nào? Nó sẽ khác nhau ở hai chỗ. Thứ nhất là về yêu cầu đầu vào. Thì những cái chương trình học mà postgraduate của UTS sẽ yêu cầu IELTS khoảng 6.5 trở lên. Và cái yêu cầu học thuật sẽ yêu cầu là AQF 7. Những cái bạn mà học University mà Section 2 tại Việt Nam á, thì thường là các bạn sẽ không có được cái bằng Bachelor AQF 7 này. Thường thì các bạn sẽ có AQF 6. Cho nên là các bạn sẽ phù hợp với chương trình pre-master tại UTS College hơn. Đồng thời thì cái yêu cầu tiếng Anh nó cũng sẽ thấp hơn một chút. Thì nó cũng sẽ khiến cho các bạn gọi là đỡ vất vả hơn trong cái việc cố gắng đạt được đủ điểm IELTS để mà mình đi học postgraduate. Em so sánh một chút về cái lợi ích về chi phí khi mà thay vì mình học 10 tuần tiếng Anh rồi mình học tuần đầu tiên tại UTS. Và cái plan thứ hai đó là mình chỉ cần học cái chương trình Graduate Certificate này thôi. Thì em sẽ so sánh cái mức chi phí của cái học kỳ đầu tiên ha mọi người. Mọi người có thể thấy là cái chương trình, ví dụ chương trình Master of Professional Accounting này ha, mình sẽ cái mức chi phí của học kỳ đầu tiên của mình là 24.300. Và cái mức chi phí của học kỳ đầu tiên của cái chương trình Graduate Certificate này là 23.500. Thì nó đã là thấp hơn so với lại cái chương học kỳ đầu tiên của UTS rồi. Tuy nhiên thì học sinh học cái lộ trình mà 10 tuần tiếng Anh cộng với lại Master thì các bạn chưa không có được học bổng. Mà khi mà các bạn tham gia cái chương trình Graduate Certificate này á, thì các bạn sẽ có được thêm học bổng 8.000 nữa. Do đó cái tổng chi phí mà các bạn có thể tiết kiệm được nó có thể lên từ 8.000 lên tới 10.000 đô. Đối với lại cái lộ trình học này thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Ngoài ra thì về cái thời gian học thì như thế nào? Cái thời gian học thì nếu như mà các bạn họ chọn học chương trình 8 tháng thì nó sẽ giống y như là mình sẽ kết thúc cùng lúc với lại những bạn mà vào direct luôn và những cái bạn mà vào học thẳng năm nhất của chương trình master. Còn nếu mà những bạn mà học chương trình pre-master mà các bạn học chương trình 4 tháng thì các bạn sẽ kết thúc chương trình sớm hơn so với lại những bạn mà học master tại UTS. Cho nên là mọi người thấy là cái lợi ích khi mà mình học cái Graduate Certificate này là mình có cái mức chi phí thấp hơn nhờ vào cái gói học bổng. Đồng thời thì mình cũng giảm được cái thời gian học. Thì các bạn có thể nhanh chóng tốt nghiệp ra trường và mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình trải nghiệm tại Úc. Em xin tổng hợp lại cái lợi ích của cái chương trình pre-master này ha. Thì nó vẫn giúp cho học sinh được cao là 2 năm học tại Úc ở bậc sau đại học để mà học sinh có thể tiếp tục xin cái post study visa của học sinh. Thứ hai nữa là cái yêu cầu đầu vào tiếng Anh nó chỉ có 6 chấm thay vì là 6.5. Thì học sinh cũng có thể là mình... Đây là một cái mức mà học sinh cũng có thể dễ để mà có được hơn. Cái thứ ba là học sinh sẽ được trang bị những cái môn học. Tức là học sinh sẽ được học cùng lúc cả tiếng Anh và cả những cái môn chính của chương trình Master cùng một lúc luôn. Cho nên là nhiều khi là mình học tiếng Anh một thời gian 10 tuần thì mình sẽ hơi nản. Mình phải chờ một thời gian mình mới học tiếp khóa chính. Nhưng mà ở đây là nó combine luôn cho học sinh. Đồng thời thì sẽ có những cái môn kỹ năng mềm để mà học sinh có thể học tốt hơn khi mà lên chương trình Master. Và một điều đặc biệt đó là có scholarship cho học sinh. Thì scholarship ở đây thì hiện tại trong năm 2021 thì trường đang có cái
Scholarship 4.000 dành cho chương trình 4 tháng và scholarship 8.000 dành cho chương trình 8 tháng. Ngoài ra có một ưu đãi cực kỳ đặc biệt cho những bạn mà mình sẽ accept cái offer trong năm 2021 này, đó là các bạn sẽ được miễn phí 10 tuần tiếng Anh bên cạnh cái chương trình scholarship này luôn. Thì mọi người có thể cân nhắc, ví dụ như là một bạn học sinh, thay vì các bạn phải học 10 tuần tiếng Anh rồi các bạn, nhiều khi các bạn học 10 tuần tiếng Anh rồi các bạn mới vào được khóa chính chương trình Master, nhưng mà hiện tại thì các bạn chỉ cần học 10 tuần tiếng Anh rồi các bạn học chương trình Graduate Certificate 8 tháng thì các bạn đã có thể được free 10 tuần tiếng Anh đó, và các bạn còn có scholarship nữa. Em sẽ đi qua sơ nhanh một chút xíu thôi ha. Thì đây là một capture lại những cái điểm mạnh trong chương trình giảng dạy của UTS. Thì học sinh sẽ được sử dụng tất cả những công nghệ hiện đại nhất. Các bạn sẽ học về problem solving skill. Các bạn sẽ học và làm việc với những bạn mà học những cái chuyên ngành không có liên quan tới mình. Và các bạn sẽ được develop được cái khả năng gọi là làm việc nhóm và trao đổi với người khác. Top 4 kỹ năng này là 4 kỹ năng cực kỳ quan trọng để giúp các bạn prepare cho tương lai. Ngoài ra thì trường cũng có một cái mạng lưới công nghệ, mạng lưới về industry rất là rộng mở để có thể giúp cho học sinh có những cái project cũng như là những cái cơ hội internship. Ví dụ như là ngành fashion and design thì thường tụi em cũng sẽ có những cái trường ở bên châu Âu về, họ sẽ làm giám khảo cho những cái sản phẩm của học sinh, và từ đó họ có thể offer một cái kỳ internship hoặc là họ sẽ offer một cái chương trình học bổng cho postgraduate của các bạn chẳng hạn. Cho nên có rất là nhiều cơ hội. Và chính vì vậy cho nên là trường đã đứng thứ 7 tại Úc về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là một số những cái campus của trường. Thì đây chính là cái campus về IT và Engineering của học sinh đây. Em sẽ đi sâu hơn một chút ở đây ha. Thì đây là cái khu vực campus của trường. Mọi người có thể thấy nguyên cái khu vực này thì đều là campus của trường, và nó có rất là nhiều cái khoảng xanh cũng như là chỗ trống để mà học sinh có thể thoải mái đi lại, enjoy, tận hưởng cái cuộc sống mà có rất nhiều mảng xanh ngay trong thành phố Sydney luôn. Đây là tòa nhà vừa mới xây dựng và đầu tư hơn 1 triệu đô ở năm ngoái của UTS, và cái thư viện vừa được dời vào đây, vừa được đạt giải thưởng là thư viện tốt nhất tại Úc. Họ hoàn toàn là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy thư viện ít sách, tuy nhiên là dưới lòng đất ngay phía mảng xanh này thì mọi người đã trường có để sách ở ngay phía dưới lòng đất để mà tiết kiệm cái không gian. Thì ở dưới có một cái hệ thống rất là tối tân, khi mà học sinh chỉ cần click một vài con chuột là sách sẽ tự động deliver tới học sinh luôn. Đây là tòa nhà dành cho các bạn học business. Đây là tòa nhà dành cho các bạn học IT. Đây là cái khu vực các bạn học về xây dựng ấy à, mọi người. Đây là cái lớp học được thiết kế rất là đặc biệt. Mỗi nơi đều có cái màn hình để mà học sinh có thể dễ dàng thảo luận và trình bày. Thì support thì em sẽ đi nhanh một chút xíu thôi. Sẽ có những cái chương trình support 1-1, 1-1 từ đội ngũ tư vấn. Sẽ có những cái chương trình, ví dụ như là trong một lớp thì sẽ có những bạn giỏi hơn kèm cho những bạn học yếu hơn. Đồng thời thì khi mà các bạn qua thì các bạn sẽ có cần những cái bạn học sinh mà người ta sống lâu hơn ở Úc, thì các bạn sẽ gọi như là một dạng bất đi vậy đó, sẽ giúp các bạn, hướng dẫn các bạn để mình có một trải nghiệm thật là tốt. Đối với lại học sinh dưới 18 tuổi, khi mà các bạn học về accommodation, tức là về chỗ ở, thì các bạn có thể tự chọn hoặc là các bạn có thể sử dụng cái accommodation do trường quản lý. Cái này thì em sẽ xin phép gửi lại thông tin cho Yes Education, thì các anh chị có thể xem lại sau ha. Đây là cái tòa nhà Urban Nest, là tòa nhà căn hộ dịch vụ dành cho sinh viên. Thì nó sẽ có tòa riêng cho sinh viên dưới 18 tuổi, và nó sẽ có cái khu vực riêng dành cho sinh viên trên 18, và đồng thời tất cả mọi thứ đều được trang bị. Cái chi phí cũng sẽ được đề cập trong slide này để cho các anh chị xem lại sau. Quy trình thì mình sẽ có cái quy trình mình sẽ, đúng là mình sẽ nộp về hồ sơ qua Yes Education rồi. Thì Yes Education sẽ hỗ trợ mình để có được cái conditional offer. Thì trong thư sẽ có những cái ghi những rõ những cái điều kiện mà học sinh phải meet để mà mình có thể có được full offer, và sau đó mình accept. Mình có thể ghé qua cái phần channel partner này để mà mình có thể xem thêm thông tin ha. Rồi. Ok. Thì không biết là mọi người hiện tại có câu hỏi gì nè. Chắc là để Mai lặp lại cái câu hỏi hồi nãy giờ của mọi người trước nha. Tại vì nãy giờ em có thấy nhận được cái câu hỏi của chị Dung
Hồi nãy có hỏi là nếu học sinh học trường chuyên ở Việt Nam như Amsterdam, Hà Nội học xong lớp 12 có giấy chứng nhận tốt nghiệp thì có học diploma được hay không? Thì chắc là Mai xin trả lời chị Dung câu này luôn. Là thứ nhất á, là đối với lại chương trình học ở bên UTH College thì bên mình sẽ không phân biệt là học sinh học trường chuyên hay là học trường thường. Thì các bạn miễn là các bạn cảm thấy không tự tin vào thẳng chương trình đại học và muốn có một cái chương trình mà nó hỗ trợ nhiều hơn thì mình có thể thoải mái vào chương trình diploma của bên UTH College. Tuy nhiên là sẽ hơi khác một chút xíu là nếu mà trong trường hợp mà học sinh trường chuyên vào chương trình của UTH College là diploma á, thì các bạn sẽ không được xét cái học bổng 25% là học bổng từ pathway lên degree giống như hồi nãy là Vi có nói. Thì nên các anh chị lưu ý dùng hai về vấn đề này. Tại vì hiện nay là mình chỉ mới có áp dụng chương trình về pathway lên degree là chỉ áp dụng đối với lại những học sinh không nằm trong danh sách trường chuyên mà thôi. Thì nên ra các anh chị lưu ý ha. Còn một phần nữa là câu hỏi cũng của chị Dung luôn là diploma giữa 2 kỳ và 3 kỳ sẽ khác nhau như thế nào? Thì Hoa chia sẻ luôn, hai cái này không khác nhau, học phí cũng không khác nhau. Chỉ khác nhau duy nhất là về vấn đề về mức độ về thời gian, tại vì 2 kỳ tương đương với 8 tháng và 3 kỳ tương đương với 12 tháng. Và khi đó nó sẽ làm cho học sinh sẽ học cái thời gian học các môn nó sẽ giãn ra hay không. Thì giống như Hoa cũng có ghi ở đây là đối với lại 2 kỳ thì mình một kỳ mình sẽ học là 4 môn. Còn đối với 3 kỳ là một kỳ mình sẽ học 3 môn, tức nghĩa là mỗi kỳ là 3, 3, 2. Đó là theo cái cấu trúc như vậy. Thì các anh chị có thể tham khảo trên đó ha. Rồi, còn một câu hỏi trước đó nữa là Hoa có nhận được từ phía chị Ngân. Thì chị Ngân có hỏi là, chị Chi chứ Hoa xin lỗi. Thì chị Chi có hỏi về chương trình của nursing là hồi nãy là Vi có đi qua hồi nãy á. Thì chương trình nursing này là hiện tại là bên UTS là có một cái điểm cộng là chương trình bachelor của nursing là học trong vòng 3 năm. Nếu trong trường hợp học sinh của các anh chị học trường thường hoặc là chương trình của bên Úc hoặc là chương trình trường chuyên ở tại Việt Nam mà điểm thỏa đủ điều kiện để vào thẳng chương trình Bachelor of Nursing và có IELTS 7.0 không có band nào dưới 7 thì thoải mái nộp dùm Hoa về vấn đề đó. Trong trường hợp mà học sinh không có, những học sinh trường thường mà không có cái không được nằm trong danh sách trường chuyên á, thì nhớ lưu ý dùm Hoa phải có điểm sát thì bên trường họ mới nhận. Còn đối với lại những học sinh mà không thỏa được đủ những các yêu cầu đó và vẫn muốn vào chương trình nursing, các bạn có thể nghĩ đến cái lộ trình hồi nãy Vi có nói là chương trình về dự bị đại học. Tức nghĩa là hoàn tất xong dự bị đại học thì các bạn học sinh sẽ có thể thỏa đủ điều kiện GPA yêu cầu của bên trường thì sẽ vào chương trình bachelor nursing luôn. Nhưng nó sẽ không có chương trình diploma của nursing, nên là lưu ý dùng hai vấn đề này chị ha. Mà nó chỉ có khác nhau một chỗ là ở cái phần từ foundation đi lên bachelor, bên Hoa sẽ không có gói package. Mà nó phải học xong foundation rồi, điểm thỏa đủ điều kiện GPA yêu cầu rồi, rồi IELTS 7.0 không bên nào dưới 7 thì các bạn mới được vào bachelor của nursing và được cấp offer lúc thời điểm đó. Nên đâm ra là cái phần này nó chỉ hơi cực cho agent chút xíu thôi, tức nghĩa là agent sẽ phải làm hồ sơ visa extend ra một chút xíu á. Cho nên là các anh chị lưu ý dùm hai phần này thôi nha. Rồi. À chị ơi, trước khi jump vào cái câu tiếp theo á, nghĩa là học sinh sẽ phải vào foundation thì mới vào được bachelor of nursing. Thì cái này thì em cũng muốn elaborate thêm là học sinh mà học hết 12 thì mình vẫn có thể apply vào cái chương trình foundation này được đúng chứ? Đúng rồi. Hoa lưu ý lại với lại các anh chị một chút xíu để cho anh chị dễ nhớ ha. Tức nghĩa là mình sẽ nhớ dùm Hoa đối với lại học sinh trường chuyên đi nha. Trường chuyên trước ha. Trường chuyên thì mình sẽ có cơ, mình đủ thỏa đủ điều kiện đầu vào luôn, có IELTS luôn rồi, là cái option 1 ha. Thì mình sẽ được vào thẳng chương trình của bachelor. Hoặc học sinh của bên Úc đã học xong HSC và đã có đủ tiêu chuẩn, tất cả mọi thứ đúng theo tiêu chuẩn của bachelor nursing thì vào thẳng chương trình của bachelor nursing luôn, không cần phải qua foundation. Chỉ những bạn không thỏa đủ điều kiện là những bạn nào? Tức nghĩa là những bạn học sinh học trường thường, không có điểm sát và không thỏa đủ điều kiện của HSC của bên trường yêu cầu thì bắt buộc sẽ phải vào chương trình của foundation trước khi vào được chương trình của bachelor của nursing. Nó chỉ như vậy thôi. Thì để cho mọi người dễ nhớ về vấn đề này. Ok. Rồi, câu hỏi kế tiếp là Hoa có thấy là của chị Ngân. Thì chị Ngân có hỏi là học bổng 50%, 100% thì sẽ áp dụng cho tất cả học sinh hay học sinh quốc tế. Thì Hoa chia sẻ một chút xíu, tại vì bên Hoa là có hai dạng học bổng khác nhau. Tức nghĩa là học bổng từ pathway lên chương trình đại học hoặc là học bổng direct. Thì học bổng direct thì hiện nay bên Hoa sẽ có học bổng 50%, 25%, 50% và 100%. 25% là áp dụng đối với lại những học sinh học chương trình của trường chuyên của Việt Nam.
thỏa đủ tiêu chí của bên trường cho chương trình học bổng đó thì nghiễm nhiên bạn sẽ được học bổng là 25% áp dụng cho toàn bộ cái chương trình đại học của bạn. Cái đó là phần gói thứ nhất. Gói 50% hiện nay chỉ áp dụng đối với lại những bạn hoàn tất chương trình của IB mà thôi. A-level thì chỉ áp dụng đối với 25% mà thôi, thì bên Hoa sẽ gửi lại các link đó để cho bên mình có thể tham khảo và dễ dàng được cập nhật về thông tin này qua Yes Edu ha. Đó là cái thứ nhất. Còn cái 100% thì hiện nay là áp dụng chỉ có một suất duy nhất, thường thường là hình như có hai suất, xin lỗi, có hai suất của hàng năm thì dành cho học sinh của quốc tế nói chung, có nghĩa là mình sẽ có học sinh từ các nơi luôn, thì miễn sao là các bạn thỏa đủ tiêu chí của bên trường yêu cầu, và thường thường sẽ có yêu cầu trên điểm sát để mà mình được có cái cơ hội để mình xét được cái học bổng này sẽ nhiều hơn. Thì năm vừa rồi thì bên mình vẫn có một bạn học sinh Việt Nam đã được học bổng 100% này rồi. Thì Hoa chia sẻ lại là như vậy để cho các anh chị có thể tự tin và mình có thể là có nhiều động lực hơn để mà mình mời học sinh của mình tham gia những phần đó, nếu trong trường hợp mình có những bạn học sinh học rất giỏi nhớ dùm Hoa như vậy thôi ha. Rồi ok. Đó là đối với lại các suất của bên Direct của UTS. Còn đối với lại những bạn mà đi vào chương trình Pathway thì mình có những dạng nào? Và lặp lại luôn thì hiện tại là bên Hoa sẽ có học bổng của Pathway là học bổng 4.000 hoặc 8.000 áp dụng đối với lại những bạn học sinh thỏa điều kiện đầu vào của Foundation và Diploma của UTS College. Trong trường hợp những bạn nào là học sinh giỏi á, thì các bạn sẽ có cơ hội là mình sẽ gói package của Diploma cộng đại học là 25%, tức nghĩa là điểm GPA của mình nằm trong mốc từ 8 chấm đổ lên dùm Hoa, nhớ dùm Hoa những vấn đề đó. Rồi, và không nằm trong cái nhóm danh sách học sinh học trường chuyên. Lưu ý giùm Hà ha. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ có một học bổng nữa là học bổng 50%. Thì học bổng 50% này là gì? Tức nghĩa là áp dụng đối với lại những bạn học sinh đã hoàn tất xong diploma. Và nếu mà diploma đó của bạn, bạn nằm trong top 3 những bạn học sinh của kỳ đó tốt nhất, thì bạn sẽ có cơ hội xin được cái học bổng 50% này. Và học bổng này là áp dụng cho toàn bộ cái thời gian học đại học còn lại của mình. Đó thì mọi người lưu ý giùm Hà. Và học bổng cuối cùng là học bổng 100%, thì hiện nay học bổng 100% của từ chương trình diploma đi lên chỉ áp dụng duy nhất cho một bạn thôi, đó là diploma của business. Nên đâm ra là thường thường những trường khác thì Hoa biết là sẽ rất là hiếm là có học bổng 100% cho business, đúng không ạ? Tại vì business thì khá là phổ biến. Tuy nhiên đối với bên trường bên Hoa thì tụi Hoa có khuyến khích học sinh học về business khá là nhiều, thì nên đâm ra là những bạn học sinh mà học diploma của business xong, nếu như bạn nằm trong top đầu thì bạn sẽ có cơ hội lấy 100% học bổng cho đại học này. Nhưng mà học bổng này không phải apply, mà bên trường sẽ tự mời bạn học sinh giỏi đó để mà apply cho phần chương trình đó và sẽ xét đó. Thì nên đâm ra là mọi người lưu ý giùm Hoa là như vậy đó. Không biết mà mọi người còn câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi lại Hoa nha. Em thấy chị Dung có câu hỏi tiếp này là cái học xong foundation mới được xét học bổng 25% à? Dạ đúng rồi, riêng đối với lại cái package mà từ foundation đi lên thành cái chương trình của đại học á, thì mọi người lưu ý giùm Hoa là cái package đó là phải hoàn tất xong foundation, thì dựa trên điểm GPA của học sinh phải nằm trong top đầu của bên trường thì bên trường mới xét là 25%. Còn nếu trong trường hợp mà các anh chị thấy giùm Hoa là những bạn đó là những bạn hơi cân nhắc về vấn đề về tài chính, thì mình có thể nghĩ đến cái phần deal lộ trình package giùm Hoa luôn là từ foundation cộng diploma cộng đại học. Tại vì đối với lại những cái package đó thì bên Hoa có những cái điểm lợi là gì? Ví dụ chẳng hạn giống như học sinh đi từ foundation đi diploma, thì diploma bản chất đã rẻ hơn cái đại học năm 1 bình thường của mình rồi. Và ví dụ đơn giản một cái đại học của business của mình là khoảng là 38.000. Thì diploma của mình chỉ có 33.000 thôi, là mình đã rẻ được 5.000, đúng không ạ? Kế tiếp nữa là mình sẽ được, khi mà mình đăng ký cái gói đó thì học sinh sẽ nhận được liền luôn 5% của diploma thêm nữa. Thì tức nghĩa là chỉ còn lại có cỡ khoảng là 31.000 thôi. Thì nếu mà so ra so với vậy, mức bình thường là mình đã chỉ còn lại có cỡ khoảng, mình được giảm đến cỡ khoảng là 7.000 thôi. Thì ra các anh chị lưu ý dùm hai vấn đề, tức nghĩa là tương đương với cỡ khoảng gần 20% á. Thì ra mình lưu ý ha. Và một cái phần điểm cộng nữa là bên trường của UTS College hay bên chương trình của UTS á, thì bên Hoa không có yêu cầu đặt cọc cho cái gói thứ hai. Hoa nghĩ chắc anh chị sẽ để ý những vấn đề này, tại vì những trường khác thì đa phần là khi họ yêu cầu là để mà cấp được cái offer của chương trình đại học hoặc chương trình sau á, họ sẽ yêu cầu một cái khoản đặt cọc nhỏ nhỏ, parcel của cái phần khóa thứ hai. Nhưng bên trường bên Hoa chỉ có đóng duy nhất của khóa đầu, không đóng parcel của khóa hai. Nên năm nay là mình chỉ có tập trung về phần đầu mà thôi. Nên là khá là ổn định cho học sinh và phụ huynh luôn về vấn đề đó. Nên mọi người lưu ý giùm Hoa nha.
Câu hỏi tiếp của chị Ngân ạ là nếu như mà có package, nếu như mà không có package từ foundation lên bachelor thì visa xin chắc là hơi khó, đang băn khoăn về đúng visa. Rồi, cái đó là chương trình của bachelor của nursing thôi nha chị, còn tất cả những cái khóa khác thì đều có, nên đâm ra đối với lại cái phần trường hợp này á, thì Hoa chia sẻ một cái tips nhỏ này là của riêng Hoa thôi. Thì thường thường Hoa sẽ khuyến khích là các agent giúp dùm Hoa nếu trong trường hợp học sinh thích nursing, tại vì Hoa biết là sẽ không phải là bạn nào cũng học được nursing. Cái này là chia sẻ chân tình luôn, thì để cho mọi người có thể là có một cái phần thông tin để mà giữ lại cho mình. Thì khi mà nếu mà trong trường hợp học sinh không học được nursing thì các anh chị cứ lưu ý dùm Hoa là mình vẫn có những chương trình liên quan đến vấn đề về health, hoặc những chương trình liên quan đến vấn đề về science, hoặc ví dụ là như vậy. Thì mình có thể là mình nói với học sinh những một số những cái option khác, là ví dụ chẳng hạn nếu mà em không thích học về vấn đề về nursing thì vẫn có chương trình về health, public health, hoặc là những vấn đề về liên quan đến việc mà thứ nhất là nhớ là có những cái chương trình liên quan đến điều dưỡng, không phải là điều dưỡng mà nó gọi là liên quan đến về chăm sóc sức khỏe. Thì khi đó là mình sẽ package gói của foundation đó với một chương trình khác. Sau khi học foundation xong, nếu điểm GPA của bạn thỏa được bất cứ một điều kiện chương trình đại học nào, cộng IELTS của bạn thỏa được đủ các chương trình đại học mà bạn đang hướng tới đó, bạn vẫn có thể đổi chuyên ngành của bạn được bình thường. Cái đó là điểm điểm flexible của bên chương trình của UTS là như vậy. Thì em ra là các anh chị có thể dựa trên cái tips đó để mà mình hướng dẫn cho học sinh vẫn được, không sao cả. Thì nó sẽ tùy do anh chị lựa chọn và quyết định thôi. Nhưng mà mình cũng nên nói trước với học sinh vậy. Ok. Em nghĩ là có một câu của chị Dung này. Nếu như học sinh học năm nhất đại học ở Việt Nam thì phải vào thẳng đại học hay được vẫn có thể được học qua diploma? Đối với trường hợp này Hoa chia sẻ luôn chị Dung ơi, Hoa sẽ khuyến khích là học sinh, nó sẽ tùy vào học sinh nữa. Nếu mà trong trường hợp mà bạn học sinh đó mà hơi yếu á, thì Hoa sẽ khuyến khích là bạn vào chương trình diploma. Nhưng nếu trong trường hợp mà bạn có thể đủ khả năng tự tin và bạn thích vào thẳng chương trình đại học luôn thì bạn vẫn có thể đủ điều kiện tiêu chuẩn để vào chương trình đại học luôn. Tại vì đối với UTS khi mà học sinh hoàn tất xong một năm đại học rồi thì bạn nghiễm nhiên đủ điều kiện để được vào xét vào thẳng cái chương trình direct của UTS. Nhưng mà Hoa có gặp một số phụ huynh và một số học sinh thì chắc là Hoa lưu ý lại các anh chị cái vấn đề này, thì thật sự là bên chương trình của diploma của bên UTS College và chương trình đại học năm 1 của UTS thì nó khá là giống nhau, nó không có khác biệt gì nhau là mấy hết. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy được là mình được miễn giảm là tương đương với lại một năm học của học sinh luôn, chỉ ngoại trừ có chương trình về thiết kế là mình chỉ được miễn giảm ít hơn một chút xíu là 36 tín chỉ, và nó trải dài cái phần 3 năm còn lại. Thì cái phần này nó chỉ do cái vấn đề về cấu trúc của chương trình mà thôi, chứ nó không phải là do cái phần mà cái tín chỉ của mình bị học mà nhiều hơn hay như thế nào cả. Nhưng mà các anh chị lưu ý dùm Hoa. Và một phần nữa là khi mà học sinh lựa chọn cái phần chương trình học ở UTS College ấy, thì thường thường Hoa thấy là các bạn sẽ được hưởng những cái phần hỗ trợ như là về vấn đề gì. Thứ nhất là về vấn đề về chuyên ngành. Tại vì tức nghĩa là những bạn này là những bạn là hơi bị lăn tăn về chuyên ngành, hoặc những bạn vẫn chưa rõ là chuyên ngành mình sẽ học sau này như thế nào. Thì khi mà mình học xong chương trình ở Diploma College ấy, thì cái phần mà mình sẽ thấy là cái lớp học của mình nhỏ hơn, mình được nhiều cái sự hỗ trợ hơn, hỗ trợ từ 24/7 là từ Studio City của bên Hoa, là mình sẽ có một cái phần mềm để giúp cho học sinh hỗ trợ liên tục trong cái quá trình mình làm bài. Một cái phần thứ hai nữa là advisor, tức nghĩa là người chuyên để mà hướng dẫn cho học sinh về những cái tips và những kỹ năng để làm sao học được tốt nhất và hiệu quả nhất có thể. Đó là đối với chương trình của bên Hoa nó sẽ là như vậy. Điểm đó là mọi người có thể tự tin hơn trong cái việc mà mọi người gửi học sinh này như vậy. Đó. Thì không biết còn anh chị nào còn câu hỏi thắc mắc gì cho bên trường không ạ? Nếu như mà mọi người có thêm câu hỏi, mọi người cứ đánh vô cái phần chat hoặc là phần Q&A ạ. Em có một cái câu nữa, đó là về cái phần VEPT á. Thì chắc là cái phần nó là Pearson Test đúng không chị Vy? Là Pearson Test. Pearson Test, yeah. Thì cái test này á, thì như ban đầu chị Vy có nhắc, đó là nó không có replace cái bằng IELTS hay là những cái yêu cầu về tiếng Anh cho các cái hồ sơ của học sinh khi apply. Thế cho nên là mọi người cũng lưu ý giùm em nha. Có một số những cái case tất nhiên là không phải cho UTS College, nhưng mà một số trường thì họ có cái placement test PT
Houston version test cho học sinh. Thế nhưng mà nó không có replace cái bài kiểm tra tiếng Anh cho học sinh, thì cho nên là khi mà mình tư vấn thì mình lưu ý dùng IV, bởi vì là trong cái thời gian này thì do cái dịch COVID thì cho nên là hầu hết tất cả các cái nơi tổ chức kỳ thi IELTS hay là TOEFL là họ đều cancel cái test center hết, cho nên là học sinh chỉ có option là một là làm cái IELTS indicator, hoặc là hai là cái TOEFL home version. Thì mọi người có thể advise học sinh như vậy. Nếu như mà thiếu ít điểm thì em nghĩ là có thể package cùng với cái ELICOS, như ban đầu là chị Vi có share là cái 10 tuần tiếng Anh, mình có thể đợi. Đây là với những học sinh mà apply qua cái chương trình pre-master thì mình có thể package 10 tuần tiếng Anh này cùng với pre-master. Thì cái 10 tuần này thì là đang có scholarship đúng không chị Hoa? Đúng rồi, hiện tại là bên mình sẽ đang có cái phần mà hỗ trợ là 10 tuần tiếng Anh dành cho những bạn học sinh học pre-master. Yeah. Có nghĩa là các bạn mà sẽ đăng ký học của năm sau nhưng mà mình sẽ đóng tiền học ở trong năm nay. Và nếu mà các anh chị có những bạn học sinh nào mà đang quan tâm đến chương trình về dự bị thạc sĩ ở bên UTS College thì mình nhanh chân đăng ký dùm Hoa nha. Nhưng mà mọi người lưu ý dùm Hoa một vấn đề như thế này chút xíu, là tại vì thứ nhất là cái dự bị thạc sĩ của bên Hoa thì nghe tên là dự bị thạc sĩ, nhưng thực sự nó là cái chứng chỉ sau đại học. Nên đâm ra là để cho mọi người dễ nhớ, dễ hình dung thì mọi người cứ nhớ dùm Hoa là cái RUSET nó như thế nào, thì cái pre-master ở tại UTS College nó là như vậy. Nên đâm ra đó là lý do tại sao mà hồi nãy mà Vi có nhấn mạnh với lại các anh chị là sau khi học sinh hoàn tất xong cái RUSET này là bạn sẽ có một cái số lượng tín chỉ là tương đương với 24 tín chỉ. Và các bạn chỉ còn học tiếp có một năm rưỡi nữa thôi. Và thường thường Hoa không khuyến khích là học sinh học chương trình là 4 tháng á. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái visa sau đại học của mình. Thì năm nay mình sẽ khuyến khích là học sinh cứ học 8 tháng đi. Mà học 8 tháng tôi được học bổng 8.000 thì tại sao tôi không lấy, mà tôi lại lấy cái học bổng của 4.000 của học 4 tháng kia chi? Mà trong khi cái mức chênh lệch của nó cũng sẽ không có bao nhiêu hết. Thì em đang là hai chia sẻ với các anh chị là như vậy để các anh chị có thể có một cái sự hỗ trợ cho học sinh nó được rõ ràng và dễ dàng hơn. Dạ. Ok, em nghĩ là chắc là hết câu hỏi rồi đấy ạ. Chị Vi ơi, chắc là mình run cái chương trình Kahoot game đi. Tại vì là bây giờ là cũng 3 giờ 12 rồi. Cho mọi người chơi Kahoot thì mình wrap up cái session ngày hôm nay ha. Mọi người chơi Kahoot thì cũng cũng quen rồi ha. Thì em sẽ type cái code lên trên chat để mọi người vô nha. Code là 144-9164 ạ. À, với các anh chị mình chưa tham gia Kahoot bao giờ thì mình có thể đăng nhập cái trang web bằng điện thoại cũng được, kahoot.it ha, nó ngay cái cột phía bên tay trái, sau đó mình nhập. Mọi người nhớ nhập tên với lại agent giùm em nha. Nếu như mà không có tên agent mà ai stand alone thì mọi người cứ để tên không cũng được. Nếu mà tốt nhất thì có tên agent thì để em tiếp record lại ha. Em xin nhắc lại là phần quà của chúng ta rất là hấp dẫn, đó chính là một voucher Tiki trị giá 300.000. Và chúng ta sẽ có 3 phần quà dành cho 3 anh chị đứng đầu Kahoot ngày hôm nay. Yeah. Em sẽ chờ cho tới lúc mình có khoảng 20 ha. Ít nhất là 20 người tham dự là mình sẽ bắt đầu. Mình đã được 13 người rồi, 14 rồi. Ôi trời ơi, 13, 14 người à, bây giờ mạng của em nó mới xuất hiện có 6 người luôn à. 17 người rồi, em xin chờ một chút xíu nữa nha, tới khoảng 22 người em sẽ bắt đầu ha. Hiện tại thì mình đang có 27 người tham dự webinar hôm nay. Có anh chị nào đang lướt mạng, đang vô lại không? Có gì cho tụi em xin một tin nhắn để tụi em chờ nè. Chắc em chờ thêm 10 giây nữa ha. 10 giây nữa em sẽ bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em xin phép bắt đầu luôn nha.
ranking của ngành Computer Science and Engineering của UTS mọi người ơi. Mình vẫn còn một chị chưa trả lời. Dạ đúng rồi, đứng thứ nhất tại Úc. Đứng thứ hai tại Úc là một ngành khác nha anh chị. À, chúng ta đã có top 3. Ranking của UTS trong ngành Art and Design. Ừ, thì mình sẽ xem chắc là cái mạng của em nó bây giờ nó còn mãi nó còn chưa load được câu hỏi. Oh my gosh. Dạ đúng rồi, đứng thứ hai trong mảng Art and Design. Không biết mình có thay đổi thứ hạng gì không? Mình thay đổi thứ hạng số 3 đó mọi người. Lưu ý là mình chỉ chọn 3 người đầu tiên thôi nha. Câu hỏi tiếp theo, ranking về ngành Communication and Media. Dạ đúng rồi, trời ơi, 100% đúng, top 100 đúng rồi mọi người. Cái này là ai nhanh hơn thì người đó sẽ thắng đây. Chị Aria vẫn giữ vững vị trí đầu tiên. Học sinh học lớp 11 và không muốn hoàn thành lớp 12 thì sẽ học chương trình nào sẽ phù hợp ạ? Cái này như là bonus point đó. Dạ đúng rồi, đây là chương trình Foundation. Hình như có hai người bị lót mạng rồi. Chị Aria vẫn nằm trong top 3 và mình có sự thay đổi thứ hạng rồi. Mình sẽ có tổng cộng là 10 câu hỏi nha mọi người, đây là câu thứ 5. Có phải tất cả những ngành diploma tại UTS thì đều tương đương năm nhất chương trình cử nhân không ạ? Đúng hay sai ạ? Cái này dễ à. Cái hút của UTS là không bao giờ khó luôn á. Ủa sao kỳ vậy mọi người? À, dạ tùy thuộc vào cái chuyên ngành mà học sinh chọn phải diploma tại chương trình bachelor thì nó sẽ là lên năm nhất hoặc lên năm hai, nhưng mọi người không phải mọi diploma đều cho lên năm nhất ạ. Ví dụ như bachelor business là mình sẽ lên năm hai đấy. Yeah. À, mình sẽ tiếp tục. 50-50. Đây, em vừa mới spoil luôn, học sinh hoàn thành diploma business có thể lên năm hai chương trình cử nhân Bachelor Business com, đúng hay sai? Dạ vâng, đúng rồi. Hồi nãy em vừa lỡ miệng nói luôn. Vâng, không có thể thay đổi luôn ạ. Tiếp theo, câu số 7. Chỉ còn 3 câu nữa thôi ạ. Mức học phí của UTS College Diploma là gì ạ? Nằm trong range nào ạ? Mọi người lưu ý là Diploma nha. Dạ đúng rồi, nằm trong range 33.000 đến 44.000, 41 là dành cho chương trình 16 tháng. Còn cái range màu xanh dương thì nó sẽ là range của pre-master. Wow, chị Aria đã quay trở lại. Câu số 8. Có bao nhiêu impact? Có bao nhiêu impact cho chương trình học thuật tại UTSC? Bao nhiêu kỳ nhập học đó mọi người? Dạ đúng rồi, có 3 kỳ là mình sẽ có kỳ tháng 3, tháng 6 và tháng 10 ạ. Thì sắp tới đây là tụi em vẫn đang tuyển sinh cho học kỳ tháng 10 sắp tới ạ. Ồ, ghê cấm quá, liên tục thay đổi. Đây là câu số 9 rồi, cả nhà ơi. Scholarship dành cho học sinh học chương trình diploma là gì ạ? Học sinh mới nha mọi người, học sinh mới. Dạ đúng rồi, dành cho các bạn mà học Package Diploma.
Lên bachelor thì sẽ có hai học bổng là 25% tại UTS và học bổng 4.000-8.000 ạ. Câu hỏi cuối rồi mọi người ơi, đây là câu hỏi cuối cùng. Sẽ quyết định ba người thắng cuộc. Ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn chấp nhận thư học học remaster năm 2021 là gì? Chà, hình như câu này hình như em hơi sai. À dạ đúng rồi, không đúng rồi, nó là scholarship 4.000-8.000 cộng với lại 10 tuần tiếng Anh. Yeah. Em tưởng em sai trái khúc này là chắc em ăn đủ. Xin chúc mừng chị Cathy. Chúc mừng anh Dũng. Chị Dung. À chị Dung ạ. Chúc mừng chị Aria đã quay trở lại. Ivy ơi, nhờ Ivy screenshot lại thông tin của các anh chị để mà mình gửi quà sau đây, cái buổi hôm nay nha. Trời ơi, bây giờ cái đây rồi. Trời ơi, bây giờ cái màn hình của em bây giờ nó mới hiện ra được. Ok, để bây giờ sẽ cảm ơn các anh chị đã tham gia ngày hôm nay. Thì ba người khán giả thì em sẽ ghi lại thông tin và em sẽ gửi lại cho Ivy ha. Để có gì Ivy sẽ liên hệ lại với anh chị về các phần quà. Rồi, ok, cảm ơn chị Vy rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng với training ngày hôm nay với UCS College tới phút cuối. Hy vọng là mọi người có được thêm thông tin này, một số những cái key takeaway. Thì sau cái buổi ngày hôm nay thì Ivy sẽ gửi lại PPT training point cũng như là cái recording sẽ up lên trên YouTube channel của Yes Education để mọi người có thể access lại ha. Không dành thời gian của mọi người nhiều nữa, tại vì mọi người còn Ivy biết là còn một webinar nữa sau này. Thì cảm ơn tất cả mọi người và hẹn hy vọng là mọi người take care, giữ gìn sức khỏe trong cái thời gian dịch này, và hy vọng là sớm được gặp lại tất cả các anh các chị soon ha. Cảm ơn chị Hoa, cảm ơn chị Vi nhiều nha. Bye bye mọi người. Bye mọi người. Bye, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn chị. Bye bye nha. Bye bye mọi người.